chương trình hỗ trợ cho mà những nhà mà bị dịch Covid mà không có ăn uống thì thử đây cũng nhờ cái chương trình này giúp đỡ cho gia đình của tôi là được có mà thực phẩm để ăn trong mấy cái ngày dịch đó. Vậy cảm ơn chương trình. Tôi bán giấy số chơi tiền người dịch tiền không bán được tùy thay. Xin yêu cầu anh cho tôi thực phẩm nhận cho mấy con nhỏ bệnh không bán giấy số được không tiền khổ quá. Dạ bây giờ nhà em thì cũng là mẹ em thì bán giấy số, còn ba em trời già yếu chạy xe ôm thì bệnh tim vậy đó, mà em thì cũng bệnh thất nghiệp không có làm gì được, mà bây giờ giãn cách không cho đi đâu hết trơn, không có việc làm gì trơn, bây giờ cũng đang khó khăn không có lương thực thực phẩm gì trơn, không có chính quyền hỗ trợ gì trơn á. Hai cái đó thì chúng ta chính quyền thì, dạ mình không có nói được. Nó cũng có nhiều cái sự họ còn lo. Thế bây giờ mình gặp cho mình gặp ba mẹ của bạn ở đang ở đâu? Có đó không? Dạ ba em đang ngồi đây luôn nè. Giờ anh coi ha. Mình nghe mình rồi chú trình bày coi. À không cần phải mở vai. À nó rồi thì mình thấy hình rồi. Thấy rồi chị. Rồi trường hợp gia đình của mình sao đây? Khổ quá. Thấy rồi. Ông ba nói gì ba? Nhưng mà thấy rồi. Ở đâu vậy cô? Rồi à. Thấy trường hợp này rồi, ok quý vị đang gọi qua vay qua Zalo. Rồi con cũng theo dõi trường hợp này của chú. Mấy hôm nay là chú khỏe không? Mấy hôm nay thì cũng ở nhà không mà đâu có đi đâu, rồi với hai nữa là bệnh thì nó cũng làm mệt đó. Rồi là nhà nước thì giãn cách không có cho đi đi đó, ở nhà không à đó. Dạ rồi tình hình sức khỏe mấy hôm nay có ổn không chú ha? Sức khỏe thì ông dài thì cũng bữa gì bữa khác thì già rồi dạ. Không có ổn định được chỗ. Dạ mấy hôm nay là ăn uống làm sao? Mấy hôm nay thì ăn uống cũng là bình thường vậy đó, cũng là còn có cái gì người ta cho, có cho cái gì thì ăn cái đó, là không có thì mình ăn là nước mắm nước mì. Dạ rồi rồi. Con gái chú là ở bình thường ở nhà làm gì vậy? Đó là bình thường á thì nó bây giờ nó bị mà đứa nhỏ nó bị viêm tay giữa đó. Dạ. Nó bây giờ lỗ tai của nó không có được nghe được gì hết trơn á. Là dạ. 10 phần á nó nghe mà còn có 2 à. Dạ. Nó thử bây giờ đi làm đâu cũng không được hết trơn. Đi dạ. Làm thì mình người ta hỏi mình cứ hả hả hoài, cái người ta chủ người ta không có chịu. Nó thành thử giờ nó ở nhà thì phải hai chồng già phải nuôi nó từ nhỏ lớn luôn. Rồi hai vợ chồng già là nuôi từ nhỏ tới lớn tới giờ, rồi bạn ấy cũng bệnh đúng không? Rồi chú có mấy đứa con? Tôi có một đứa à. À một đứa chị gái này hả? Ôi trời ơi vậy khó khăn quá. Rồi con nhìn thấy rồi cái trường hợp của chú rồi. Bây giờ vậy ha, rồi con sẽ sẽ liên lạc lại với bạn con của chú á để con xem, rồi con gửi cho chú một ít rồi tiền, rồi chú cô chú mua gì mua ha. Rồi cái nhà sao mà nó sụp lên sụp xuống vậy
rồi đang coi qua Viber nhà đó quý thì vị. Kiểu họ đó là mấy chục năm rồi không có sửa được đó, gọi nhà thì để lụp xụp như là cũng như là ba cái đồ ve chai của mà bà xã nó lụm đó, rồi về nó bỏ nó chưa có bán được nữa, bị dịch này người ta không cho bán rồi nữa, tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi bình thường cô chú làm cái công việc gì? Hồi đó thì họ còn trẻ thì đi làm cho nhà nước, bây giờ tới tuổi hưu rồi, giờ hưu ở nhà không thì không có là tiền được nữa, đến tiền hết trơn rồi, bây giờ ở nhà không có tiền, có chạy không đã ôm thì không có chạy được đâu xa hết trơn, bị mình bệnh tim mà mệt nè, rồi chạy gần ví dụ chạy chừng 10.000-20.000 thì trở lại, mỗi ngày kiếm được 30.000 trở lại à. Dạ. Mà bây giờ dịch tới giờ là không có chạy được cái gì hết trơn á. Rồi, con thương chú cô chú quá. Rồi cô chú năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi thì năm nay là 70. Dạ. Còn vợ thì 67. Dạ. Rồi, tình hình dịch bệnh này cũng giữ gìn sức khỏe nha chú nha. Dạ. Rồi, cô thì bình thường cô làm cái gì? Đi bán vé số á, dạ. Cần thiết á. Rồi. Rồi hôm đó là nhà nước không có cho bán nữa. Rồi bây giờ dịch nhà bệnh nước nó cũng ngừng phức tạp. Dạ. Dịch bệnh bây giờ nó cũng phức tạp ha chú, nhanh lên là mình cũng không có đi ra ngoài được. Bây giờ thì sẽ cố gắng là hỗ trợ được cái gì cho chú thì giúp được cái gì cho chú thì con giúp nha. Cái quan trọng là cô chú giữ gìn sức khỏe. Rồi bình thường mấy hôm nay là không có tiền rồi ăn ăn cơm với gì? Nói con nghe coi. Ăn cơm với nhiều khi hộp dịch đó. À. Rồi người ta cho hộp dịch rồi ăn ăn với nước mắm, chan. Trời ơi. Thương quá. Rồi mấy hôm bảy hôm này đi chạy xe ôm này ở cái khu vực đó là nó đâu có như ở Sài Gòn đúng không? Cái khu vực đó khách cũng ít phải không? Không có cho chạy. Dạ. Rồi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe này chú ơi. Rồi con sẽ cố gắng giúp gì chốt giúp. Rồi chị con của chú là cũng bị bệnh đúng không? Dạ. Mà sao bạn đó biết cái thông tin của con? Nhờ cái mà đứa người quen á, nó giới thiệu qua nó nói chương trình là nó có hỗ trợ vậy đó, anh thử coi đi mà có làm được có người ta hỗ trợ được không được thì giúp đỡ. Dạ ok, thì mình cũng nhờ chỗ này nhờ chỗ kia, rồi tại vì nhà nước thì họ cũng còn nhiều cái việc để làm mà cũng gồng gánh không nổi, thì mọi người cũng thông cảm cho nhà nước thì chúng ta cũng cùng nhau chung tay chống dịch hả chú ha. Rồi bây giờ con muốn giúp cho dạ. Chú này, con muốn chuyển khoản cho chú thì con chuyển khoản bằng cách nào? Tại vì con ở thành phố Hồ Chí Minh, con ở Sài Gòn. Chuyển khoản bây giờ, ví dụ bây giờ tôi có cái... Cháu. Tài khoản có đứa cháu, nó có bây giờ chú chuyển dùng gì đó được không? Dạ, con chuyển được chứ, rồi cứ... nói chị đi rồi lấy cái số tài khoản đi rồi xác nhận giùm con là đúng cái số tài khoản đấy rồi con chuyển nha cô chú nha. Con nhìn cái nhà gì mà thảm thương quá, nếu có dịp thì con phải xuống dưới Rạch Giá Kiên Giang. Quê chú là ở đâu ha? Quê cũng ở Rạch Giá Kiên Giang luôn đó chú. Dạ Rạch Giá Kiên Giang là nó khác chứ Phú Quốc phải không? Dạ Phú Quốc còn ở ngoài đại đảo mãi xa lắm. Dạ dạ. Rồi cô chú hôm nay ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm ha. Hôm nay kết nối với dạ. Chương trình. Dạ thì hôm nay này con cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của chú. Để con nhờ chị đã quay giùm con những cái đoạn phim của gia cảnh của chú á. Rồi con đưa lên cho mọi người thấy cái hoàn cảnh của cô chú thêm. Để cái sự việc nó đúng như thế nào để mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình luôn nha chú nha. Dạ. Dạ dạ rồi con chào chú, chúc chú sức khỏe nè. Mùa dịch này được qua tai nạn, qua mà mùa dịch cho mình khỏe.
Dạ. Rồi, ok chú. Rồi bye bye chú. Rồi bye bye chú nha. Rồi cho con gặp chị đi, cho con gặp chị đi. Dạ.